Xin kính chào quý vị và các bạn. Mùa xuân là mùa của sự yêu thương, của lòng người phơi phới, của sức xuân căng tràn và của hạnh phúc lứa đôi. Sẽ thật may mắn cho những ai đang có hoặc tìm được một nửa cho mình trong mùa xuân này. Và cũng thật đáng buồn cho những ai vẫn đang đơn côi, lẻ bóng. Chị Vũ Thị Phượng ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình không may là một người như thế khi người chồng của chị ra đi đột ngột, để lại gánh nặng gia đình cho người vợ trẻ. Và trong những ngày xuân này, hành trình Tết Sẻ Chia của chúng tôi đã trở lại với gia đình chị Phượng với hy vọng mang đến một chút niềm vui năm mới cho mẹ con chị. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui nhỏ này với mẹ con chị Phượng trong chương trình hôm nay. Ê, cô chào Linh. Thế chào cô. Con có nhớ cô không? Có. Có nhớ à? Thế con đang ngồi đây làm gì đấy? Con có mong mẹ về không? Có. Có mong à? Thưa quý vị các bạn, bé Thùy Linh mới chỉ hơn 4 tuổi thôi, nhưng đang là chị gái của hai em nhỏ. Và em bé của Linh này mới chỉ được hơn 6 tháng. Và hơn 6 tháng cũng là cái thời điểm mà bố của em Linh mất. Để hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh của em Linh và sự ra đi của bố em Linh như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi một cái phóng sự do chúng tôi đã thực hiện trước đây. Nằm trơ trọi giữa cánh đồng, đó là ngôi nhà của bốn mẹ con chị Phương. Ngôi nhà đã cô quạnh, nay càng lạnh lẽo hơn bởi thiếu hơi ấm của người đàn ông trong nhà. Chồng chị mất khi đứa con út còn nằm trong bụng mẹ cách đây 5 tháng. Cô con gái lớn của chị Phương năm nay mới chỉ lên 4. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, em đã phải phụ giúp mẹ những việc trong nhà, trông em. Mỗi ngày đối mặt với áp lực của cuộc sống, làm sao để ngày kiếm đủ 3 bữa ăn cho con? Thực sự là một gánh nặng đối với người mẹ trẻ này. Không những thế, chị còn đang mang trong mình căn bệnh hở van tim. Thế nhưng, mọi cực khổ không chỉ dừng lại ở đó. Gần đây, hai đứa con nhỏ của chị cũng phát hiện mắc căn bệnh này giống mẹ. Tiền thuốc để duy trì sự sống cho ba mẹ con mỗi tháng lên đến hàng triệu đồng. Kia mẹ về kia. Dạ. Em mời chị vào trong nhà chơi tại vì ngoài này gió lạnh. Rồi. Thêm cho khán giả được biết về cái những cái năm trước khi mà Tết mà chồng vẫn còn với gia đình nhà mình như thế nào. Nhưng mà từ này năm trước thì anh biết khi mà Tết đến xuân về mà gia đình chuẩn bị là có thêm một thành viên mới, hai vợ chồng cháu vui lắm đi sắm Tết, và anh cũng nói là Tết sau anh sẽ cùng cả nhà đi dẫn các con đi mua sắm, nhưng mà lời hứa anh chưa thực hiện được mà anh đã rời xa mẹ con em. Phương ơi, hôm nay biết được cái hoàn cảnh gia đình nhà em thì có kênh VTC9 cùng với hai đối tác, đấy là FB Credit và Shinhan Bank, có một chút quà mà muốn là chia sẻ khó khăn, những cái vất vả vừa qua em đã một mình vừa qua đã trải qua. Thì cũng nhân dịp là Tết đến xuân về thì cũng chúc em là sớm qua được cái nỗi đau trong năm vừa qua, và sức khỏe của ba mẹ con thì lúc nào cũng được dồi dào và sức sống lớn. Em cảm ơn chị, cảm ơn mẹ con. Thưa quý vị, Hoài Anh tin rằng rất nhiều những quý vị khán giả cũng giống như Hoài Anh, cảm thấy thực sự cảm thông với hoàn cảnh của mẹ con chị Phượng.
và chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi với sự giúp đỡ của Tết Sẻ Chia, mẹ con chị đã bớt đi phần nào những lo toan, vất vả để cùng vui đón một cái Tết. Và cùng với Tết Sẻ Chia, còn có rất nhiều những hành trình thiện nguyện khác đã, đang và sẽ được triển khai trên khắp cả nước đến với những hoàn cảnh khó khăn với tinh thần tương thân, tương ái. Và sẽ càng ý nghĩa hơn khi mỗi chúng ta sẽ là một phần của hành trình đầy nhân văn đó. Còn bây giờ, cho phép Hoài Anh được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.